Sau vài giây chờ đợi kết quả trên các trang web mua vé máy bay đến Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức mùng 6 Tết Nguyên Đán, nhiều người ngỡ ngàng khi kết quả trả về chỉ là hết chỗ. Hoặc chắc hơn là những cặp vé hạng thương gia giá gần 10 triệu đồng một vé. Mức giá này có khi bằng hoặc hơn một tháng lương của nhiều người. Được đón Tết cùng gia đình tại quê nhà hoặc ở một điểm du lịch nào đó là mong đợi của nhiều người. Thế nhưng để có những ngày Tết thật ấm áp, những người dân ở các tỉnh làm việc tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phải trải qua một cuộc chiến canh giờ mua vé máy bay, chen chúc ra sân bay, có khi vật vờ ở sân bay vì trễ chuyến rồi mới về được đến nhà. Rồi khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, một cuộc chiến săn vé trở lại thành phố lại bắt đầu. Theo khảo sát vào sáng 15 tháng 2, trên các trang web mua vé máy bay của các hãng hàng không tại Việt Nam, các chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn vé hạng thương gia, giá vé vào khoảng trên 9 triệu đồng một vé. Cụ thể, trên website hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, nếu đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách chỉ có một lựa chọn là hạng vé thương gia với giá hơn 9,8 triệu đồng một vé, bay vào các khung giờ tối từ 20 giờ đến 23 giờ khuya. Tương tự, giá vé trên website hãng hàng không Bamboo Airways cũng ở mức hơn 8 triệu đồng cùng chặng. Trong khi đó, nếu hành khách đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh mà lựa chọn hãng hàng không Vietjet Air thì phải đợi đến ngày 16 tháng 2 mới có chuyến bay, vì trong ngày 15 tháng 2 đã không còn vé ở bất kỳ hãng vé nào. Đối với các chuyến bay từ các tỉnh thành khác đến Thành phố Hồ Chí Minh như sân bay quốc tế Đà Nẵng tại Đà Nẵng, sân bay Chu Lai tại Quảng Nam, sân bay Thọ Xuân ở Thanh Hóa, sân bay Phù Cát tỉnh Bình Định hay sân bay Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk thì Vietjet Air cũng không có chỗ hoặc có rất ít chuyến bay với giá từ 2,6 triệu đến gần 4 triệu đồng một vé. Mặt khác, nếu bay nối chuyến từ Hà Nội đến Đà Nẵng rồi từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé tổng các chặng của Bamboo Airways có thể lên đến hơn 20 triệu vé hạng thương gia. Tuy nhiên, phải bay trong 2 ngày từ 15 đến 16 tháng 2 năm 2024. Không chỉ trong ngày 15 tháng 2, giá vé trong các ngày 16, 17, 18 tháng 2 cũng không ít hơn, dao động từ 8,2 đến 9,5 triệu đồng một vé. Với mức giá này, hành trình trở lại Thành phố Hồ Chí Minh trở nên gian nan hơn với rất nhiều người.